Trong chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ phiên bản Việt, có thể nói Sa Hưng chính là nhân vật tạo điểm nhấn nhiều nhất với sự thân thiện, cởi mở và đặc biệt là rất tin. Anh ấy có lối nói chuyện rất cuốn hút và gần gũi cho nên được rất nhiều ta ung đặt kỳ vọng sẽ được anh đầu tư. Trên thương trường, Sa Hưng nổi tiếng là lãnh đạo giỏi và cuộc sống đời tư của anh cũng là chủ đề thường xuyên được bàn tới. Cách đây một năm, Sa Hưng đã kết hôn cùng với Á hậu Một Thế Giới Người Việt năm 2010 Thu Trang. Đến hiện tại, cuộc sống của cặp đôi như thế nào, hẳn sẽ có nhiều người tò mò đúng không? Sa Hưng và cô dâu Thu Trang trong bộ ảnh cưới một năm về trước. Đám cưới của cặp đôi được nhiều người hâm mộ mong chờ. Thời gian đầu mới lấy vợ, Sa Hưng đã không ít lần vào bếp nấu ăn để xả stress và chiều vợ dù công việc khá bận rộn. Từ đây, Sa Hưng đã tạo dựng được hình ảnh một ông chồng quốc dân mơ ước trong mắt của các chị em. Về phía cô dâu Thu Trang, cô vô tình lại trở thành đối tượng bị phái đẹp ganh ghét vì lấy được ông chồng quá tuyệt vời. Cặp vợ chồng Sa Hưng và Thu Trang làm nhiều người không khỏi ghen tị. Cặp đôi hạnh phúc từ trong nhà ra ngoài đường. Những tháng ngày hạnh phúc của cặp đôi tiếp tục được nối dài bằng những chuyến du lịch đi khắp muôn nơi. Mới đây nhất, Thu Trang đã check-in tại Z khi chúc mừng sinh nhật chồng làm bao chị em vô cùng nức nở. Và khi nhìn những bức ảnh đó thì có thể thấy, trong khi nàng dâu Thu Trang lúc nào cũng xinh đẹp, thanh thoát thì anh chồng từ khi có vợ cũng trẻ trung, phong độ hơn hẳn lúc trước. Cặp đôi tổ chức sinh nhật cũng rất ngọt ngào. Hạnh phúc của Sa Hưng và vợ. Du lịch dường như là sở thích chung của họ. Cùng nhau đi khắp muôn nơi. Những hình ảnh bình yên, nơi nào có em là nơi có ý hạnh phúc của cá mập. Trong cuộc sống thường nhật, vì Sa Hưng khá nhiều việc nên Thu Trang cũng hỗ trợ chồng bằng cách chia sẻ các dự án mà anh quý đang thực hiện. Và dù lấy chồng giàu có, nhưng nàng Á hậu chẳng hề khoe mẽ mà chỉ chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc đời thường trên trang cá nhân. Đây cũng chính là bí quyết then chốt để một người phụ nữ xinh đẹp như Thu Trang được thể hiện bản lĩnh, giúp đỡ, san sẻ cùng người chồng tài giỏi. Đó là điều không phải ai cũng có thể thay thế được. Thu Trang theo hỗ trợ chồng khi tham gia Satan. Hội thảo cô ấy cũng theo sát luôn nhé. Nhìn ánh mắt của Thu Trang khi đứng bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình, có thể thấy rõ cô ấy hạnh phúc như thế nào. Mà cũng phải thôi, khi mối lương duyên của cuộc đời đã đẩy cô nàng đến với Sa Hưng, người vẫn được khán giả hài hước bình chọn là một những cây muối mặn và tri thức của chương trình Satan Việt Nam qua bao mùa. Sa Hưng là người luôn cập nhật xu hướng của giới trẻ nhé, chỉ cần có trend hay mốt gì qua là anh ấy đều biết cả, vì thế chương trình luôn mới mẻ và cười không ngớt. Sa Hưng rất trẻ trung khi luôn bắt trend của các bạn trẻ. Phúc thảnh thơi hiếm hoi của người bận rộn. Không ai nghĩ anh ấy là người có rất nhiều tiền đâu mọi người nhỉ.